Tại sao nghị quyết đã ra rồi mà các anh vẫn chưa thông? Quyền chưa được học nghị quyết và giải thích cụ thể, phải chờ văn bản hướng dẫn từ trên gửi xuống đã. Đúng là cái tiềm thức phụ thuộc bao cấp đã bám rễ ăn sâu vào tất cả mọi người rồi. Bây giờ trên đã cho phép bứt lên rồi mà ai cũng cố ghi lại xuống mặt đất. Bám đất cho chắc ăn, chớ ngo ngoe lên cao, đụng gió gặp bão ớn lắm. Gặp gió bão mà đứng vững được mới chứng tỏ mình thực sự lớn mạnh. Những năm tháng xưa mình đã chiến đấu để có hòa bình, mong sao đất nước sẽ đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Nhưng đã hơn 10 năm rồi, có ai dám nhìn thẳng vào sự thật là tình hình kinh tế mỗi ngày một kiệt quệ, đời sống nhân dân càng ngày càng đi xuống. Người ta đi một ngày đàn học một sàng khôn, cho ông đi học đầy một bụng chữ rồi về tuôn ra những cái gì đâu. Mình chỉ là một cọng câm, một cái nan trong bánh xe cơ chế. Người ta đạp đi đâu thì mình theo đó. Đừng có muốn nhảy xuống ổ gà ổ voi mà bứt gân tiêu đời đó ông. Tôi không muốn là người thụ động nằm im trong cái bánh xe đó. Con đường mà chúng ta đi đúng là con đường quá gập ghềnh, thậm chí chưa định hướng là sẽ tới đâu nữa. Nên bây giờ mình phải lăn lưng xuống, làm những viên đá lót đường, làm người mở đường trước đã. Ai cho ông mở? Nghị quyết đại hội 6 đã cho phép mở rồi đó. Và chúng ta phải là những người thực thi trước hết, từ những địa bàn nhỏ, từ những lĩnh vực cụ thể mà mình được giao nhiệm vụ phụ trách. Mỗi người cán bộ từ nhỏ nhất, nếu lĩnh hội tinh thần đổi mới thì mới thực sự tạo nên một sức mạnh đột phá toàn diện. Thôi thôi, ai có gan thì đổi trước đi, tôi nguyện làm người đổi sau cùng. Anh Sáu, em tới cơ quan, bảo vệ nói anh mới vừa về. Anh đi đường nào mà em không gặp? Thiếu gì đường vòng vèo để cùng tới một nơi. Nói chuyện gì cũng động tới thời cục. Em tin lời anh lên xã nộp đơn xin làm lại lò gốm mà không được. Kỳ cục, thấy dân chịu khó mở mang làm ăn mà cứ bày ra thủ tục làm khó. Các quy định đề ra làm tăng quyền lực của người ký tên cấp giấy. Nếu họ có tâm với dân với nước thì mọi việc thuận lợi. Còn nếu họ tỏ ra quan liêu, cử quyền thì lại làm ách tắc mọi đường, thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể. Nói cái tâm thì quá to tát, mà có khi cũng chẳng phải họ vô tâm. Theo anh ở đây là ý thức, là trình độ văn hóa. Em nghĩ chỉ cần gửi giấy thông báo, đăng ký lập doanh nghiệp, nhà chức trách cử sở thuế tới theo dõi, thu thuế là xong. Nhiều khi sự đơn giản rạch ròi lại là công cụ quản lý hữu hiệu nhất. Chứ sự rườm rà phức tạp, chồng chéo kiểu mình, cuối cùng lại làm người ta tránh né thủ tục, khó quản lý hơn, thậm chí đẻ ra nhiều tiêu cực hơn. Biết vậy, nhưng thay đổi khó lắm. Em thấy ai, chuyện gì bây giờ cũng kêu khó, khó lắm. Nhưng nếu không thay đổi từ mỗi con người, từ mỗi chuyện nhỏ, thì làm sao thay đổi được những cái lớn lao hơn? Anh sẽ xuống xã để tác động giúp em chuyện này. Trong lúc đó, em cứ âm thầm chuẩn bị và làm đi. Coi như là anh bật đèn xanh cho em nha. Anh hứa, nếu có chuyện gì anh phải xuống cứu em đó. Anh hứa. Sao đang làm ở Hào Hiệp Phát lại nhảy qua đây xin việc vậy? Nghe nói ở bển trả tiền công cũng cao lắm mà. Ông nghe đồn lầm rồi ông ơi. Ở bển không có tình nghĩa vậy đó. Làm đêm không tính tiền công, bệnh không có thăm, chỉ biết bắt lỗi thợ rồi trừ tiền. Ngán quá tôi mới nghỉ. Tôi mong ông chủ bên này tốt hơn, tử tế hơn. Trước kia tôi cũng làm đây rồi, ông tốt lắm. Kìa, chào ông chủ. Cho tôi cải chính chút nha. Cứ kêu tôi là Phúc, anh Phúc, thằng Phúc gì cũng được, chứ đừng kêu tôi là ông chủ. Không lẽ anh tính mở hợp tác lại, ai cũng làm chủ hay sao? Cái đó thì không. Các bạn nên hiểu rằng lần này tôi lập hẳn doanh nghiệp tư nhân. Tụi tôi hiểu quá rồi. Nếu Phúc có mở hợp tác, tụi tôi không xin vô làm đâu. Người này ỷ người kia, trên nói dưới không nghe, kế hoạch lộn xộn, đói như lúc trước nữa. Nghỉ cho khỏe. Tôi rất mong các bạn vô làm ở đây. Ai cũng ráng làm tốt để lò của chúng ta phát đạt, đời sống của các bạn sẽ khấm khá hơn. Ủa, làm gì mà tụ tập biểu tình đây vậy hả? Tụ họp nhau để lao động thôi, biểu tình gì đâu mà nặng lời quá vậy. Đã có giấy phép chưa mà dám làm? Xã nói chuyện đơn của tôi đi đâu rồi tôi cũng không biết nữa. Chờ tới ngày có phép mới hoạt động thì mất thời gian hết. Nên việc gì cần làm, tôi làm trước cho nó lẹ. Nè, làm kiểu này là làm loạn, vô tổ chức nha. Lại chụp mũ. Ở trên đã cho phép chúng tôi làm, mà ở dưới cứ cản trở. Các anh không biết đóng ruột vì sự nghèo khổ của dân của nước hả? Tôi không làm bao đồng. Tôi không làm điều đâu nghe. Tao á muốn ở chung nhà với má con bay, nhưng
Căn nhà này thì ai coi chừng. Con muốn bàn với bà Tư chuyện căn nhà. Bà tính cất lại hay định mở tiệm tạp hóa ở đây? Con tính mở lò gốm trở lại đó bà Tư. Một mình mày đàn bà có kham nổi không? Con làm được. Ở đẳng có nhà có lò sẵn, sao bay không làm? Lại tính làm ở đây? Con đâu có tính làm ở đây. Vậy mày bàn với tao chuyện gì? Con tính bàn với bà Tư bán căn nhà này. Trời đất, để bà Tư yên tâm về ở với má con. Với lại con cũng cần vốn để làm ăn. Bây không còn đồng nào sao? Để làm thì không đủ. Mong bà Tư giúp con. Căn nhà này là kỷ niệm của ông Tư Bay. Nghĩ tới bán nó, tao rầu đứt ruột. Nói mà nói vậy thôi, mày buồn làm gì? Tao ở một mình cũng thấy trống trải. Ông Tư mày thấy bà cháu mình sum họp, sống nương tựa với nhau, có bán căn nhà này ông cũng không trách đâu. Chào anh Ba Tỉnh, có chuyện gì vậy? Tôi tới lấy giấy phép sản xuất. À, giấy phép sản xuất hả? Để con chủ tịch ký chưa? Đặng Minh Phúc, cơ sở sản xuất Phúc Sinh hả? Ngồi đợi lát nha. Dạ. Ngồi kia. Kia. Dạ, chào anh Ba Tỉnh. Chào anh Ba. À. Mời anh vô. Dạ. Giấy phép của tụi tôi có chưa anh Ba? À... Hào Phát, Hiệp Phát hả? Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Ủa, hai người là anh em hay bà con? Ổng có bà con gì ráo á. Cha mẹ tôi với ba má ổng á, muốn á là tụi tôi phát đạt á, nên đặt trùng tên vậy thôi. Vậy hả? Anh Tỉnh nè, sắp tới tổ hợp sản xuất của anh em tụi tôi á, tính sáp nhập chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn Hào Hiệp Phát, anh có giải quyết được không? Mới lấy giấy phép nhỏ, lại tính đổi lấy giấy phép lớn liền. Kỳ vậy. Hãy danh tánh lớn hơn thì quyền hạn kinh doanh cũng lớn hơn vậy mà. Ừ. Thôi được rồi, để tôi lo cho, mai tới lấy. Dạ, cảm ơn sếp. Cảm ơn sếp. Anh Tỉnh, tôi phải chờ đến bao lâu nữa? Giấy phép của cậu trên tỉnh chưa gửi về. Tại sao các cơ sở khác đều có giấy phép, còn cơ sở tôi thì chưa có vậy hả anh Tỉnh? Mấy cơ sở nhỏ lẹt đẹt, nộp đơn sao đều chưa có. Chào anh Tỉnh. Dạ. Anh Sáu. Cậu Phúc tới đây làm gì vậy? Em tới xin giấy phép hoạt động, nhưng chưa có anh Sáu à. Sao lại chưa? Hồi sáng tôi gặp anh Đức Chủ tịch huyện, anh nói đã duyệt và ký giấy phép cho nhiều cơ sở, trong đó có cơ sở Phúc Sinh mà. Như vậy là giấy phép của cậu Phúc chưa về thật anh Tỉnh? Ờ, cô thư ký để giấy tờ không trật tự, tôi kiếm nãy giờ mà không thấy. À, đây rồi. Như vậy là cậu có thể yên tâm làm ăn rồi. Dạ, cảm ơn sao. Xin phép anh Sáu về trước. Goodbye anh Tỉnh nha. Thấy chưa, tôi ái nái không đưa giấy phép là có lý do. Nó học đòi theo kiểu cách Mỹ, học đòi tư bản cho các đồng chí coi. Goodbye. Bye. Ủa, anh Sáu cũng học? Tôi học ngôn ngữ thương mại quốc tế. Học học, ông đừng có ý là ông có học nghe. Thank you.
Thì mới tới hả? Dạ, em mới đưa tụi nhỏ đi học về xong ghé qua đây. Lo anh làm tấp nập quá. Còn thím, chừng nào định làm lại? Dạ, em chờ bán căn nhà gom vốn. Bán nhà nào? Dạ, không phải nhà anh Lợi, cũng không phải nhà ba má mình bên này, mà là nhà bà Tư. À, rồi bà Tư về ở với má con thím hả? Ừ. Vậy thì anh với má cũng đỡ lo. Nhưng có ai hỏi mua nhà chưa? Họ đặt cọc rồi, nhưng giấy tờ chưa làm xong. Rồi, trong lúc chờ đợi, thím cứ làm đi, cần gì anh hỗ trợ cho. Em có một mình, làm hết sợ không nổi. Xin làm gia công cho anh. Anh chạy mua nguyên liệu về chi cho em một phần, bao tiêu hàng làm ra. Em chỉ lo tổ chức sản xuất ở nhà thôi. Được, vậy cũng đỡ cực cho thím. Sức của thím làm được bao nhiêu thì cứ làm. Dạ em cảm ơn anh. Thôi đem vô thăm má. Anh Phúc vô chỉ cho tụi em làm mẫu nào đi. Má, bé rượu này ngon lắm. Thế gì con mới tới? Ủa, Phúc hả? Sao lâu quá gì không thấy con qua chơi? Dạ con bận. Vậy? Trời, sao mày không lo đi làm ăn? Đàn ông con trai gì mà ru rú trong nhà tối ngày bám chân má mày vậy hả? Bám hồi nào? Tao nấu... nấu hẻm nuôi heo. Nấu rượu lậu tận dụng hẻm nuôi heo, chứ không phải ngược lại. Nấu hẻm nuôi heo tận dụng lấy rượu nhậu. Nói nhỏ tao tụi bay. Khoai mì gạo tao mua toàn là đồ chợ đen công đó. Thì rượu của dì cũng đâu đem bán ngoài chợ đỏ. Bởi vậy tụi bay im đi, đừng có giỡn kiểu đó. Lỡ có ai vô đây hỏi thăm là dì mất trắng. Tao nói thiệt, cực chẳng đảm mới phải làm rượu lậu, chứ tao không có muốn đâu. Con hiểu mà, nhà dì bây giờ kiếm sống bằng những chuyện làm lậu này là chính. Dì là ai con đó Phúc? Mày vẫn dai quá. Dạ thôi, tại thằng Sinh nó bỏ bê công việc bên lò, khai trương mấy bữa rồi mà không thấy nó qua. Đi. Bây giờ công việc cũng chưa nhiều, tao với mày làm rồi chia sẻ ra được bao nhiêu đâu. Mày cứ làm một mình đi, khi nào thấy kha khá tao sẽ qua làm lại. Vậy khó cho tao quá. Những phần ngày xưa mày hùng vốn mua bây giờ tao đang sử dụng. Thì mày cứ chia lời cổ phần, chứ lúc này tao không quản lý thì khỏi lãnh tiền công vậy thôi. Ừ, tao sẽ tính tỷ lệ vốn khấu hao rồi chia cho mày nha, đừng có thắc mắc gì hết á. Tao tin mày mà. Bác Tài, dừng tải cho chị Kim quá vậy. Con gái còn được, đàn bà xui lắm. Thôi, ông đừng có tin dị đoan. Phụ nữ chân yếu tay mềm, đi bộ sao nổi, cho người ta có gian đi. Mày mới yếu đuối á, thấy ai khổ khổ một chút á, là mày động lòng liền. Anh hai, anh hai chị em có gian đi. Chị lên đi. Dạ, em còn hai cái đồ chở luôn nha. Thôi Phúc, dẹp đi, gặp đúng như buôn lậu rồi. Trời ơi, buôn lậu gì đâu. Mấy anh nói vậy tội nghiệp em. Em mới sanh con được hơn một tháng mà nghèo quá. Về thăm má, má cho 5kg gạo, cái vỏ khoai lang về nuôi mấy đứa nhỏ. Trời ơi, tôi tưởng chị đi mình không chứ, ai về. Trời ơi, hai vỏ chút vậy nhầm nhòi vậy đâu anh. Thôi mà, em năn nỉ mà, lát nữa ghé quán em mời hai anh uống nước luôn. Phiền lắm mày ơi. Anh mà không chở hả, em lăn ra giữa đường cho xe nó cán luôn á. Một lần này thôi nha, lần sau mà thấy chị là tôi quẹo đường khác á. Cảm ơn anh hai đẹp trai. Để tôi xách hai vỏ đồ này cho. Dạ thôi khỏi phiền. Hồi còn con gái á, một mình em từng vác một đêm 3 tấn gạo nhập kho mà. Anh Sòi, ra sau xe ngồi ưu tiên cho phụ nữ đi. Phụ nữ chị vác một đêm 3 tấn gạo, đàn ông cả dòng họ nhà tao cũng phải chào thua. Mày gặp phải cao thủ võ lâm rồi.
anh hai cứng với họ là không có chở gì. Em làm gái của anh. Trời mẹ, em gì? Nói chị là má tôi, người ta có tin chưa? Thằng lậu phải không? Tôi khai trước rồi nghe. Lậu gì anh ơi? Gạo của má tôi cho đem về nuôi mấy đứa nhỏ. Ăn đồn riết rồi, xót ruột lắm. Tùy chị, muốn nói gì với người ta thì nói. Mấy anh cần gì? Chưa đi qua đường này lần nào phải không? Xuống xe. Giấy tờ đâu? Mua đất hả? Có tính trộn dấu gì trong đó không? Mua đất làm gì? À, về tôi mới trộn các nguyên liệu khác để làm đồ gốm sứ. Mấy anh có ăn bằng chén? Biết cái chén là gì? Làm bằng gì không? Nói thôi, trên xe có chở gì không? Tôi... thì không. Còn bà kia thì có phải không? Dạ, em đâu có hàng lậu gì đâu. Dạ, có hai bao hàng. Bay xuống đây. Vậy mà còn ngoan cố. Gạo không là hàng quốc cấm, hàng lậu thì là cái gì? Dạ, xin mấy anh tha cho. Lão của má em cho đem về cho con. Khổ quá anh ơi. Thời này ai không khổ? Ai cũng có lý do để buôn lậu. Tôi không buôn lậu. Đi đi. Anh hai, giúp giùm em đi anh hai. Chờ em xin ảnh giải quyết rồi anh chở em về. Cho đi thì đi lẹ đi. Còn ba buôn lậu này ở lại. Xin lỗi chị, tôi không thể giúp gì được chút gì. Anh hai. Okay. Mấy người có nuôi cha nuôi mẹ, nuôi vợ nuôi con, mới hiểu được cảnh khổ của tôi. Đất là đất của xã tôi mà mấy anh cứ đòi đào mang về xứ anh, còn chúng tôi thì xuống hang mà ở hả? Dạ, mọi đất cao lanh ở đây xưa đầy bà con vẫn bán cho miền xuôi chúng tôi làm gốm mà. Chúng tôi đâu có mua đất ở, đất ruộng. Đất gì cũng không bán hết. Đây là tài nguyên thiên nhiên của nhà nước giao cho, chúng tôi phải giữ gìn. Cầm giấy về đi. Mua không được thì về đi. Ở đây làm gì? Chiều muộn rồi, chạy xe đêm về lúc này nguy hiểm lắm. Tuyến đường này nhiều lần bị bọn quân rô chặn đánh cướp bóc giết người. Để sáng mai về cho an toàn. Mất tiêu mấy ngày công rồi xăng dầu, bực kế mình. Hay đêm nay mình cứ vô mỏ đất xa, gã bà con bán chui được khối nào hay khối đó. Chứ về không uổng công quá. Mình mua được rồi họ có bắt lại không? Trông chờ và may rủi thôi, chứ nhà cũng hết nguyên liệu rồi. Tôi không dám bán đâu. Được mấy đồng của anh, không đủ nộp tiền phạt cho xã nữa. Anh cứ bán đi, đất ở đây mênh mông, ai mà biết được anh bán. Cứ cho đất lên xe, chúng tôi chạy liền trong đêm. Lỡ có bị bắt lại, cũng không khai là của anh. Anh đừng có lo. Không lo sao được, tiền thì bao nhiêu cũng quý, nhưng sinh mạng thì... Bắt tay. Chết cha, có chuyện gì vậy? Vợ chủ tịch, bị tiền biết, nên cần coi chừng đùng, là đau lên nổi. Xã không có xe, đưa lên đi tới huyện. Tôi lẹ lên anh Sòi, tới chạy giùm người ta đi cấp cứu. Lẹ lên. Lẹ lên. Ai là người nhà của bệnh nhân? Dạ tôi. Đã cứu được rồi, viêm ruột thừa cấp, nếu tới trễ chút nữa là bể, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, còn mai đó. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Đội ơn mấy anh. Không có gì đâu. Rồi, tôi sẽ ký giấy bán đất cho mấy anh, mấy xe cũng được mà. Đây là ơn đó, xin cáo. Khỏi cám bả gì hết, đi về xã, tôi ký lệnh bán cho mấy anh cái rẻ. Cái ơn của anh không chỉ cứu một mạng người đâu. Vui thiệt đó, nhiều khi tai nạn của người này lại là dịp may của kẻ khác. Để mới thấy, ta đẻ ra quy định này cấm cản kia, nhưng vì một chút cá nhân, người ta cũng có thể xả mà không chết ai. Vì cuộc sống luôn thiết thực hơn mấy cái văn bản nguyên tắc mà. Hãy
Sang đây có mỗi cái khoái là được mấy con đầm xịt bia. Chưa bên mình cứ thấy ai mắt xanh mũi lỏ đều tưởng siêu nhân. Đất mình mà gặp người quốc để thế mà nổi luôn. Ở bên đây càng phải nể hơn. Mình vô trả tiền thì họ phải phục vụ thôi, chứ cũng kỳ thị coi mình như rơm rác, trừ khi mình giỏi, thiệt giỏi. Lại bắt đầu lên dây có, khuyến khích tinh thần học hỏi, vì nước vì nhà. Có ấn tượng vậy là biết suy nghĩ rồi đó, khỏi phải nói nữa. Nhưng phải báo cho ông biết, tôi lấy đủ chứng chỉ trung học rồi đó, và đang ghi danh học đại học. Mừng cho bạn. Vừa học, vừa tranh thủ đi làm mệt quá, mà toàn gặp chỗ trời ơi không à. Mấy ông chủ, mấy thằng quản lý người Việt còn tệ hơn Mỹ. O ép kiếm chuyện như mình tới bến, không kể còn như trò bệnh hoạn. Bởi dân mình qua đây vẫn mang cả lối sống không tôn trọng pháp luật qua. Lợi dụng được ai thì lợi dụng, ép được ai thì ép. Vì nghĩ mình tứ cố vô thân, cần tới họ mà. Mà cần thiệt chứ bộ, mỗi lần thất nghiệp là sất bất sang bang. Tiền trợ cấp không đủ xã hội trả nợ ngân hàng, thuê nhà với hàng trăm thứ hàng bà làng khác. Tôi đang làm ở một nhà thương điên. À không phải, là một nhà điều trị hậu tâm thần của bác sĩ Tư. Cũng cần người trực ngoài giờ. Nếu như ông có nhu cầu kiếm thêm tiền đi học thì tới đó làm, họ trả công cũng khá lắm đó. Ok. Chị Tư đừng buồn lắm. Căn nhà có nhiều kỷ niệm, mà chị ở một mình, càng nghĩ càng nhớ càng buồn hơn. Qua ở với má con của Ngọc cho bay quả, già rồi lỡ bệnh còn có người chăm sóc. Ta hiểu mà, căn nhà quý giá tới đâu cũng không bằng số cảnh người thân. Biết vậy nhưng buồn thì phải buồn, bây biểu tao buồn sao được. Dọn tiếp nghe bà Tư. Có cha con tụi bay tao vui thiệt là vui. Nhớ về thăm tao nha, đừng có ý làm lớn thật, sống xa cách người thân. Còn có ý gì đâu, con vẫn sống dân dã, là con cháu trong nhà thôi mà. Vậy thì tốt. Các bạn có thể vẽ bất cứ cái gì mà các bạn thích, càng mang tính sáng tạo, chưa từng có ở mẫu hàng gốm sứ xưa nay thì càng tốt. Tôi sẽ trả công cao cho những mẫu đẹp, có khả năng bán chạy. Được trả công cao thì tụi em sẽ cố gắng thi đua lên những mẫu mã đẹp. Nhưng tiêu chuẩn thế nào là đẹp và biết làm sao sẽ bán chạy? Cái đẹp khó có tiêu chuẩn, mà nó phụ thuộc vào những đánh giá bằng cảm xúc. Chính vì vậy mà các bạn phải sáng tạo bằng tất cả tâm hồn của mình. Tôi tin rằng những tác phẩm nào mang đậm cảm xúc cá nhân của các bạn nhất sẽ truyền đạt tới người xem nhiều cảm xúc nhất. Trời ơi trời, làm cái chén mà cứ như sáng tác trên nghệ thuật vậy. Rồi sẽ tới lúc người ta cầm cái chén lên như là một sự thưởng thức, nhìn nó thấy bữa ăn ngon hơn, dễ chịu hơn, chứ không đơn giản là cầm một vật đựng cơm nữa. Thời đó còn lâu lắm mới tới ông chủ ơi, bây giờ ăn còn chưa no, chỉ mong có cái chén to bớ cho đầy cơm, khỏi sợ lần sau hết phần. Anh ơi, chú bà Cư tới. Em ở lại coi thợ cần gì thì giúp, để anh ra tiếp khách nha. Dạ. Chú ba. Lâu quá không gặp, tưởng định cư ở Mỹ luôn rồi chứ. Vẫn định cư ở Mỹ Tho hồi nào tới giờ mà. Làm lụng, đầu tắt mặt tối ở quê, đâu có đi đâu đâu. Giờ thấy mọi người bắt đầu mở ra làm ăn, buôn bán, nên cũng tái xuất giang hồ. Thời mai nghe cậu cũng hoạt động trở lại, hợp tác với Phúc Sinh thiệt dễ chịu. Anh em chú cháu có duyên nên mới hội ngộ trở lại. Nhưng không biết có ăn như lúc trước không. Nếu mọi người có nhu cầu thì ăn thua mình có làm hàng đẹp, chất lượng đáp ứng được nhu cầu không thôi. Cậu vẫn giữ được tâm huyết với nghề, với chất lượng hàng của mình như vậy thì tôi tin cậu sẽ thành công ha. Hy vọng chúng ta sẽ thành công.
Chị Hai ơi, chị Hai, chị Hai ơi. Ngọc, sao tới khuya vậy? Đi vô hàng xong, em tranh thủ ghé qua trả tiền cho anh chị luôn. Để mai Thư Thảo qua đưa, tiền có mòn đi đâu mà sợ, sao mới nhà lo cho mấy đứa nhỏ. Dạ, có bà Tư rồi em cũng đỡ lo. Dạ thưa má. À, đứa nào cũng giống nhau, bắt bà già làm vú em cho tụi bay. Tao phải hỏi 50 bài hát ru, thằng của ba mới chịu ngủ đó. Hết hừ. Cái thằng nhỏ có lỗ tai trâu hay sao? Con nghe má ru mới có vài câu mà đã ngủ nhíp mắt. Chê má ca dở phải không? Tao mà ca hay, tao thế đào lệ thủy thanh kim huệ rồi, chứ đâu phải làm vú em cho con bay. Má thấy mệt thì cứ đi nghỉ, khỏi lo cho cháu. Mấy đứa nhà con cũng dễ như heo như gà vậy. Thả ra là chơi là ăn à. Cháu nội má mà là heo gà hả? Con vàng cháu bạc đó nghe. Má quên, còn dâu ngà dâu ngọc nữa. Có dâu ngà là chị Hai thôi, còn không có dâu ngọc. Mày đừng có nói vậy nữa nha, má bây giờ khác rồi à. Không có đứa nào hơn đứa nào hết á. Thấy chưa, má thương Thím cũng như thương chị vậy. Đừng buồn nữa nghe. Cậu có thơ Việt Nam gửi sang của vợ tôi. Tới thuê nhà của tôi mà không khai báo lý lịch, bây giờ mới biết có vợ là ngang. Vì vậy là tan vỡ giấc mơ lấy chồng Việt Kiều của người em gái ở quê nhà rồi. Nếu nó biết Việt Kiều như tôi còn khổ hơn con người thổ ở quê thì chắc nó không mơ đâu. Ba. Vậy mà tao cũng mơ nè. Anh khỏe không? Em nghĩ tới nơi đất khách quê người, chắc anh vất vả lắm mới sống được phải không? Vất vả thì chắc không bằng mấy má con ở nhà đâu. Nhưng con đơn khủng khiếp, em có biết không? Bây giờ em mới biết mình lẻ loi biết chừng nào khi xa anh, khi phải nuôi con một mình. Buồn biết bao nhiêu khi hàng ngày con không được kêu cha, vợ không được gọi chồng. Tại sao cái hạnh phúc đơn sơ của một đời người mà em và anh lại không có mà. Anh Lợi lâu quá không thấy gửi thơ về. Mới nhận thơ cách đây một tháng mà đã đòi nhận nữa rồi. Nó còn phải lo công việc làm ăn, chứ đâu phải ngày nào cũng nhớ tới mày. Dạ, nhưng nếu không nhớ con hàng ngày thì không phải là anh Lợi. Thím ba tự tin ghê ha. Ý thế là má của con thằng Lợi đúng không? Con tin chú ba mà nhận được thư nhà, chắc là quýnh lên cho má coi. Chắc là nhớ thím ba đến điên lên á. Nhớ được rồi, chứ đừng có phát điên phát khùng. Má khỏi lo, thằng Lợi nó cũng lì lắm. Giờ nó lại được luyện trưởng ở cái xứ thương trường như chiến trường đó. Con tin là nó sẽ trưởng thành. Cái gì? Qua đó nó học nghề luyện trưởng đi đi đánh nhau ở chiến trường hay sao? Nhớ tôi không? Anh Cường, làm sao tôi quên được? Hơn 10 năm rồi, từ giải phóng tới giờ đâu có gặp. Ông không sản xuất chầu bình mỹ nghệ nữa hả? Thời gian rồi cực khổ, đâu ai còn chơi mấy thứ đó nữa mà làm. Phải xoay qua làm hàng tiêu dùng thiết yếu thôi anh. Ông làm chán như vậy, không cạnh tranh nổi với sứ quốc danh đâu. Thời thế cũng thay đổi rồi, xoay qua làm chầu bình lại đi, tôi bao tiêu cho. Khuôn mẫu bỏ hết rồi, giờ làm ít mà phải chế lại, lỗ lắm. Tôi bây giờ là cán bộ tiên ngoại thương, cần hàng xuất qua các nước xã hội chủ nghĩa với số lượng nhiều lắm. Nếu chắc ăn thì tôi làm. Chắc chứ. Má ơi, em ơi.
Có gì mà vui như bắt được vàng vậy con? Sắp có vàng thiệt chứ bộ. Nói nhỏ nhỏ thôi, coi chừng người ta bắt bây giờ. Không sợ, vàng nhà nước cho quang minh chính đại thiệt mà. Anh nói gì em không hiểu. Có hợp đồng làm hàng xuất khẩu. Ủa, phải là giấy xuất qua tiên và thương tỉnh hả? Tất nhiên, bây giờ tư nhân đâu có được xuất khẩu. Mình phải làm theo giá quy định. Nhưng anh tính cũng có lời nên mới nhận làm. À, cứ làm đi, tích tiểu thành đại. Chứ bây giờ làm ăn cái gì lớn, dễ ăn, thiên hạ dòm ngó vô cũng mệt lắm. Đã có cửa xuất thì phải làm ăn lớn. Còn nghĩ mấy ông đã chấp thuận mở cửa thì rồi cũng sẽ mở rộng, chứ không thể nào mở he hé được. Khi có cơ hội thì mình phải chộp liền. Hồi nãy anh đi qua lò, thấy ông Phúc làm ăn y xèo, bộ ông không kêu anh hả? Cô kêu cũng đâu có quan tâm. Làm ăn nhỏ, lời lớn không bao nhiêu thì mình không bàn tới. Nhưng đây là làm ăn lớn, thì ngu gì mà không nhảy vô. Sao anh không qua đó điều tra xem tình hình có gì mới mẻ, hay ho không? Ví dụ tò mò đó, đàn ông không bằng đàn bà đâu. Em đi mà nghe ngóng. Chồng ơi là chồng, lớn đầu mà dại. Nè nè nè, tôi không để cho lớn sân hoài đâu rồi nghe. Để tôi đi. Chưa chi miệng đã là ôm xòm rồi. Có một tiền để thiên hạ ăn hết, tôi không làm ôm xòm mới là lạ đó. Ê Phúc, bữa nay được xuất cung hả? Được vợ yêu vợ quý thì vợ giữ ghê quá. Nghe nói hồi này mày làm đồ xuất khẩu được rồi hả? Ờ, mới làm thử không biết có xuất được hay không. Có mối của ngoại thương thì chắc ăn rồi còn gì. Chịu chi hoa hồng là xong. Cái chính là chất lượng hàng, có đảm bảo được xuất khẩu không kìa. Cái đó thì tôi tin ông đâu có chịu thua kém ai về chất lượng bao giờ đâu. Cái đó thì em xác nhận, anh Phúc lúc nào cũng phải là hàng chất lượng cao đó. Anh Phúc là hàng, hay anh Phúc là quỷ? Sản phẩm gốm sứ của tao là hàng Việt Nam chất lượng cao á. Sản phẩm á thì có phần của tao nữa, phải không? Tao vẫn còn cổ phần ở lò Phúc Sinh này mà. Còn. Nhưng anh Sinh phải làm tích cực càng ngang. Anh Phúc em phải làm quên ăn quên ngủ. Nhưng anh vẫn không quên lịch hẹn ngày nào, thì em đừng có trách. Ai trách anh hồi nào? Nếu phải theo lịch thôi thì cuộc sống của mày có gì hứng thú? Nè, tới đây để lao động chứ không phải để giỡn tào lao à nghe. Phải biết cười biết giỡn chứ mày. Cuộc sống lao động cực khổ mà cứ phải làm mặt chính kịch, coi bi kịch thôi thì chịu sao thấu. Ba. Má, con lãnh được bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa nè má. Trời, má mừng quá. Má. Má quên tại má đang dơ. Lúc này cái đầu má coi bộ cọc cạch dữ rồi. Quên nhớ. Tại không có ba nên má buồn vậy đó. Mày đó. Con đọc sách biết vậy mà má. Còn con nữa, lớn chồng ngồng rồi. Để má coi đứa nào hiền má gả. Ai mà thèm lấy đứa tật nguyền như con. Còn má dễ thương vậy, cũng có người thương chứ. Có người thương là được hả má? Vậy sao, có người thương má thiệt lòng mà má không chịu? Chứ còn con, chưa biết có ai thương mình không, thì làm sao có chồng được mà gả. Thôi, cái gì tới sẽ tới. Vậy là má sẽ có chồng. Không, con. Trước mắt, con còn muốn học lên nữa. Con không muốn làm một đứa tật nguyền vô dụng. Học gì? Con thích học trung cấp mỹ thuật. Rồi sau này, con sẽ xin vô làm ở lò gốm sứ Quang Phúc. Con sẽ sáng tác mẫu mã. À, được đó. Má ăn đi. Má cứ không chịu ăn hoài à. Tụi con lớn rồi,
Má cứ lo cho tụi con hoài sao? Má thấy tụi con ăn ngon, má cũng thấy vui rồi. Nó đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn gì mà không thấy ngon. Bây giờ đời sống đã khá hơn rồi, con phải ăn để giữ gìn sức khỏe, không phải nhịn cho con nữa. Con có nhịn bữa nào đâu. Mấy tụi bay á phải thương má nghe không? Nuôi tụi bay lớn được bao nhiêu đây là... Con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công sức của má bay đổ ra. Chứ ba tụi bay thì... Kìa ba. Còn gì nữa, thằng Tính 12 tuổi là cha nó cũng đi được 12 năm rồi, không thèm về nhìn mặt con lấy một lần nữa. Tại hoàn cảnh mê chồng người mà thôi, binh nó chậm chậm ta. Nghe nói mấy người Việt Kiều giàu có, bảnh bao lắm hả má? Việt Kiều thì cũng từ người Việt mình đi ra nước ngoài sinh sống chứ ai. Cũng có người này người kia. Vậy mà thứ hai bảnh bạch, sang sang một chút là người ta nói là giống như Việt Kiều. Nghe tự ái dễ sợ. Làm như ở Việt Nam mình không có người đẹp, người giàu có vậy. Đó là tâm lý tự ti của thời còn đói khổ, nên dân mình mới bắt mình dòng ngoại, cứ nghĩ rằng chỉ ở ngoại quốc mới đẹp mới giàu, nên họ mới bỏ ra đi. Ba con cũng ham đẹp, ham giàu hả má? Ba con không. Ủa, hình như là... Hình như cái gì? Xuân nè. Bố mua điện Xuân này lại. Nhà xuống đây hả? Không phải nhà mình, ai dám ở. Ủa, sao anh cứ đi làm linh tinh hoài vậy? Có bằng kỹ sư, đi làm nhà máy chế tạo xe hơi 3 năm rồi, mới bị thất nghiệp. Tội nghiệp. Thất nghiệp thì lãnh tiền trợ cấp, nghỉ ngơi đi du lịch mấy tháng, rồi tìm việc mới có giá một chút, chứ làm gì chi cho cực. Tôi ở không một ngày chắc điên quá. Vẫn vừa làm vậy, vừa đi xin việc, chứ đâu có ăn phận sung sướng như mấy người có người phục dịch. Vẫn cái giọng lắc láo như hồi đó. Xin lỗi Lợi nha, hồi đó hiểu lầm. Tôi có làm ai hiểu lầm đâu. Lúc nào cũng coi mình là người đã có vợ. Biết anh muốn giữ gìn cho vợ, cho nên Xuân ngừng yêu ngay. Xuân chỉ thích mì ăn liền thôi, chứ mà đeo đuổi dai dẳng, đói muốn rã họng, không biết khi nào được ăn. Bà thực dụng thực tế quá. Thôi, chuyện cũ đừng nhắc lại nữa. Chuyện hiểu lầm là Vũ mất tiền, cho nên lại phải ra đi kìa. Tôi không phải cái cách, nên tôi không sợ bị nghi ngờ. Tất cả do bà quản lý. Xuân biết hả? Sao lại không? Bà ấy dàn dựng, rồi sau đó ra ơn cứu Lợi, rồi Vũ Lợi. Thôi, chuyện gì qua rồi bỏ. Vậy mà chuyện tình với vợ Lợi qua rồi mà có bỏ được đâu. Qua hồi nào? Sao Xuân biết? Chắc là không ngờ phải không? Trông xuống dây kia. Ôi, quả đất tròn, đi đâu cũng gặp người Việt Nam hết. Làm gì lên đời dữ vậy mày? Dám làm theo tao không? Làm theo ông, công nhận là có tiền, nhưng rốt cuộc tôi nhận ra vẫn không phải làm cho mình. Mọi cái ông đều quyết hết, không cho tôi góp được một câu. Kết quả cuối cùng của sự hợp tác tốt là làm ra lợi nhuận, và lợi nhuận được chia sòng phẳng. Ông có thấy tôi bớt xén, gian lận một đồng một cắc nào không? Không. Chuyện tiền bạc thì tôi tin ở ông, nhưng còn chuyện sản xuất, bởi vì ông giỏi về những kiến thức chung chung, nhưng về chuyên môn thì bao nhiêu năm rồi ông không chịu đầu tư công sức nghiên cứu thêm về kỹ thuật làm gốm sứ, nên đành phải giao cho ông đúng việc làm là tổ chức hành chánh nhân sự. Tôi đâu có can thiệp vào những quyết định đúng của ông. Vợ muốn gì? Tôi cũng không biết tôi muốn gì. Mời. Tao không ngờ có ngày được uống ly rượu mời của mày. Cuộc đời phải có sự thay đổi chứ. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Tao khổ quá nên phải làm liều thôi. Nhưng phải đánh đổi sinh mạng để... Đừng nói gỡ lại. Mình cũng chỉ là thằng làm cò con, tự sản xuất, tự chế biến, tự tiêu thụ thôi, chứ làm sao bị được với mafia ở đây. Tôi ngán lắm,
Trời ơi, lại biết chơi tiền. Tôi gặp được thiên thần rồi. Không phải thiên thần của cô đâu anh nha, mà là thiên thần của con. Mẹ của con anh chứ gì. Im. Chà, đồng minh à. Dám làm đồng minh không? Để tôi suy nghĩ đã. Anh cứ nói thẳng là anh muốn ra riêng. Làm như tôi là con gái đi lấy chồng, xuất giá thành phu vậy. Thì anh đã có vợ, xuất giá thành thê cũng được chứ sao. Thoát khỏi quyền của thằng Phúc, lại chui vào sự cai quản của em hả? Làm với nó mỗi tháng chi lợi nhuận, tôi còn biết mình có bao nhiêu tiền. Chứ làm với em giống như làm chơi chơi, không có đồng xu nào dính túi. Nhưng làm chơi mà ăn thiệt. Vì tiền của em cũng là của anh. Ờ, tiền của anh cũng là của em. Thấy chưa, cái gì cuối cùng cũng là của em. Của gia đình mình, của chúng mình. Hiểu chưa ông Khờ? Hiểu. Nhưng mà không tin tưởng. Anh không tin em. Không tin là mình làm riêng sẽ khá hơn làm chung với thằng Phúc. Anh cứ tin ở em đi. Khi ra riêng, mình sẽ thỏa thuận với ông Phúc. Mỗi người sẽ làm tiếp một lĩnh vực, không đụng hàng, khỏi cạnh tranh với nhau. Em muốn nhận phần nào? Làm gốm sứ công nghiệp, bây giờ đang đổi mới, nhu cầu này rất cao. Nhưng đây cũng là phần chiếm tỷ trọng lớn, đang phát triển nhất của Phúc Sinh. Nhưng cũng là phần không cần phải giỏi về kỹ thuật làm gốm sứ máy, vì đã có công thức sẵn rồi. Không phải nghiên cứu, tìm tòi gì thêm cho mệt. Anh cứ lấy lý do đó mà đẩy ông Phúc về phần phải cần chuyên môn, giỏi sáng tạo. Chắc chắn vì lòng tự tôn nghề nghiệp, tự kiêu bản thân, nó sẽ nhận phần đó. Nhưng anh thấy vẫn áy náy sao đấy? Vì tiền, không phải áy náy gì hết. Em nghĩ sao? Ông Trinh coi lù cù, mà sao tính toán khôn dữ vậy? Đòi ngay cái phần đang ăn nên làm ra của lò mình. Em cũng muốn dành về phần mình theo lý lẽ của đàn bà. Vợ nào mà không bên chồng, nhà nào cũng muốn mình hơn. Em không tính toán gì quá đáng, nhưng thực sự những thứ mình bỏ ra là phần hơn. Em không muốn nhà mình bị thua thiệt. Nếu làm ăn đã không thuận nhau, tách ra thì lại tiếp tục tranh chấp, mất thời gian, đau đầu. Nhiều khi là mình tổn hại sức lực tinh thần, cuối cùng cũng làm ra ít tiền hơn, mất nhiều tài sản hơn. Nên anh chấp nhận buông, lấy chịu nhẫn làm cách sống. Mệt anh quá, cứ nhẫn nhịn hoài để người ta trèo lên đầu lên cổ. Họ ăn của mình lại còn nói mình ngu. Người ta nói sao thì nói, em không được nói anh như vậy. Mình đã từng có lúc bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Bây giờ chỗ đứng trên thương trường đã có, anh không sợ gì hết. Chỉ thỏa thuận với thằng Sinh là mình vẫn giữ nguyên tên hiệu Phúc Sinh. Nói ra đi, lấy tên gì thì lấy. Còn vẫn giữ tên cũ thì phải là Phúc Sinh một, Phúc Sinh gốc. Phúc phải sinh thì mới sinh Phúc được. Em hãy tin là anh sẽ thành công với Phúc Sinh mới của riêng tụi mình. Có bao giờ em không tin anh đâu. Chỉ thấy mình bị mất mát, thua tiền có thì... Tiền mất có thể làm lại được, chứ tình mà mất thì... Thì cũng tìm lại được chứ làm sao. Người như anh ấy, thiếu gì những cô trẻ đẹp hơn em bu lại. Nhưng không có cô nào có được bộ xương mỹ miều như em đâu. Và cái chính là đã sanh được cho anh hai đứa con, và từng cùng anh chịu đựng bao nhiêu gian khó để sống tới ngày hôm nay. Nghe cái miệng này thì người ta chết theo cũng được, chứ còn sống ai chịu buông cho người khác hưởng mất.